phải, tay âu, tập vật lý trị liệu đi đứng bình thường, yếu bên phải. Bên phải thì chân tay là teo hơn bên trái đấy ạ. Thì hiện nay cháu 15 tuổi, cháu bắt đầu bị co giật động kinh khoảng 1 tháng nay, tần suất là 12 ngày một lần. Hiện nay đang dùng thuốc của viện tâm thần Depakin 3 viên một ngày kết hợp với cốm Egalta. Tần suất cơn của cháu như vậy có phải là bệnh nặng không? Nếu sử dụng thuốc theo đúng phác đồ thì bệnh này có chữa khỏi hoàn toàn không ạ? Dạ. Một bệnh nhân nữa là đang kết hợp giữa hóa dược và thảo dược. Vâng. Trong trường hợp này thì cái bất thường não thì nó bất khả kháng rồi, nó là cái không thể đánh nuôi được. Đấy, và nó gây hậu quả, đã thấy hai hậu quả trước mắt, đó là quả thứ nhất là liệt yếu một hai người phải. Đấy, nhưng mà tuy nhiên cũng phải chúc mừng cháu nó bị thiệt thòi, nhưng mà phải chúc mừng là cháu nó vẫn đi lại được, vẫn bản thân mình được như ý kiến của anh ấy kể. Thế còn trường hợp mà một tuần 12 ngày là có ung thư thần kinh, thế là cỡ một tháng khoảng là 2 đến 3 cơn, là cái tần suất để tần suất cũng là tương đối cao rồi, tương đối cao rồi. Cho nên tôi nghĩ bằng mọi cách thì ta phải điều trị cho giảm cỡ số lượng cơn xuống và tiến tới cắt cơn, còn nó không có lợi. Thế còn việc phối hợp ấy, thì tôi cũng thấy phối hợp này cũng là ngay lập tức cái này tôi cũng tán thành. Bên cạnh một cái hóa dược có cái thảo dược, và khi ta tăng hóa dược tăng hóa dược trước, thảo dược trước, nếu thảo dược không giải quyết được thì ta phải tăng hóa dược. Thì với hai cái song song như thế thì chúng ta có thể điều trị làm sao cho có cắt cơn động kinh. Anh nói cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? 15 tuổi có thể uống được 4 viên, 6 viên, 6 gói Egalta đúng không ạ? 4 viên là 4 gói. Và thế thì để đạt điều ấy cũng không nên vượt quá cái điều của khuyến cáo của nhà sản xuất đúng không? Là 4 gói một ngày. Vâng. Thì Depakin thì hiện nay là đang dùng cái liều 3 viên. Thì cái thực ra là cái việc điều trị nếu mà để sử dụng mỗi hóa dược không hoặc là sử dụng mỗi thảo dược không thì nó không thể là đóng vai trò quan trọng. Thì không biết là cái vai trò của cái hướng thảo dược này nó có những cái yếu tố quyết định như thế nào trong cái việc sử dụng? Đã gọi là thảo dược thì là hỗ trợ điều trị. Hỗ trợ điều trị thì khi nào anh hóa dược đuối cái để cộng thêm thảo dược để cho nó mạnh hơn đúng không? Đấy, hoặc là những trường hợp nhẹ ta chưa cho cái hóa dược vội để cho thảo dược, đấy là tình huống thứ hai. Và tình huống thứ ba là tôi vừa kể tôi thành công rồi đấy, khi tôi cắt hóa dược đi và bây giờ tôi thành công duy trì cắt cơn bằng thảo dược, có lẽ đấy niềm vui rất là lớn để tránh được đấy. Thì đấy ba cái hướng như thế đấy. Nếu mà đang kết hợp với cốm Egalta. Vâng, Egalta nó là cái cốm trong nó có cái cả ba là cái ức chế đấy, chống động kinh trực tiếp đấy. Thì tôi thấy là cũng chỉ định là hợp lý. Mình khuyến khích kết hợp ngay. Vâng.